Những ngày này, nông dân thị xã Kiến Tường đang tập trung thu hoạch rộ vụ lúa đông xuân 2023-2024. Toàn thị xã gieo xạ trên 19.700 ha, đến nay đã thu hoạch được trên 11.000 ha. Các giống lúa được nông dân ưu tiên lựa chọn chủ yếu là OM18, đài thơm 8, nếp OM4900, ST24. Điểm đáng phấn khởi trong vụ này là nhờ áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật nên năng suất thu hoạch của bà con đạt 6,8 tấn trên 1 ha, với giá bán từ 7.200 đồng đến 8.000 đồng một ký, tùy loại giống. Nhờ đó mà lợi nhuận bình quân của nông dân ước đạt 33 triệu đồng một ha, tăng 7,7 triệu đồng một 1 hectare so với năm ngoái đối với các diện tích lúa còn lại tình hình sinh vật gây hại chủ yếu là ốc bu vàng chuột bệnh đậu ôn lá bệnh cháy bìa lá sâu cuốn lá ngành chuyên môn khuyến cáo nông dân cần chủ động thăm đồng thường xuyên phòng trừ các dịch hại để có vụ lúa đông xuân thắng lợi.